Tập 12. Trung tâm thạch. Đào bắt tay. Ngoan. Về rồi sao? Ngoan quá. Khả Khả, em sao vậy? Em làm sao vậy? Không phải đến công ty sao? Bị hức hiếp à? Em mau nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy cứ lừa em? Tại sao cứ làm mấy việc khiến em cảm thấy buồn phiền chứ? Vì vậy, em biết người khác lừa em với ý tốt cũng không được sao? Có gì mà không nói rõ ràng được? Anh không biết sau khi em biết sự thật sẽ càng buồn hơn sao? Khả Khả, thực ra anh... Làm gì vậy? Khả Khả, Khả Khả, buông tay. Khả Khả, anh làm gì vậy? Hôm nay em làm sao vậy? Trước đây em nói gì với anh? Em ghét nhất người khác lừa dối em. Sau khi anh xin nghỉ làm ở quán cà phê, bây giờ anh làm gì? Anh nhìn em trả lời. Anh làm ở công ty dọn vệ sinh. Công ty dọn vệ sinh? Công ty dọn vệ sinh gì? Làm việc ở nhà, làm nơi công cộng, hay là mấy việc phải treo dây thừng bên ngoài tòa nhà cao tầng kiếm tiền bằng mặt sống hả? Khả Khả, sao em lại biết chứ gì? Anh biết em ở trong tòa nhà và thấy anh bị treo bên ngoài, em có cảm giác gì không? Chung Nhất Phạm vì muốn kiếm tiền, anh điên rồi có phải không? Anh có nghĩ tới cảm nhận của em và ba mẹ không? Chẳng may có chuyện gì mọi người phải làm sao? Khả Khả, Nhất Phạm làm như vậy cũng vì muốn tốt cho mọi người. Anh có biết anh là quan trọng nhất đối với gia đình chúng ta hay không? Anh xin lỗi Khả Khả. Anh thấy em làm việc cả ngày vất vả, anh cũng rất đau lòng. Anh trai em không có tài cán gì, chỉ có thể làm mấy việc này thôi. Nếu hôm nay em không vô tình nhìn thấy, thì anh định giấu em tới khi nào? Kiếm tiền quan trọng như vậy sao? Phải đổi bằng mạng sống của mình. Được rồi, anh đừng lo chuyện kiếm tiền nữa. Em đã đồng ý làm giám đốc sáng tạo khu nghỉ mát GH của tập đoàn tài chính Đỉnh Thanh rồi. Thật sao? Khả Khả, rõ ràng em biết, nhưng bọn họ có thể trả 1 triệu tệ. Cho dù em không làm thì dự án này vẫn sẽ tiếp tục. Tốt quá rồi, em nghĩ như vậy là đúng rồi. Anh à, nếu anh vẫn còn để ý đến cảm nhận của người em gái này thì anh hãy thôi việc ngay đi.
Mẹ, mẹ về rồi. Đông Đông, sao muộn vậy rồi, con chưa ngủ. Con đang đợi mẹ. Con chuẩn bị nói chút ngủ ngon với mẹ. Yêu mẹ vậy sao? Mẹ à, có phải tập nhảy rất mệt không? Mẹ rất thích nhảy, vì vậy không cảm thấy mệt chút nào. Nhưng mà nhìn mẹ có vẻ rất mệt mỏi. Có thể do cảm thấy mệt lòng cho nên. Mệt lòng là gì? Nào Đông Đông, mẹ dẫn con chuyển nhà được không? Lại phải chuyển nhà, chuyển đi đâu vậy? Chúng ta cùng nhau đến một thành phố không ai nhìn thấy chúng ta, bắt đầu lại cuộc sống mới được không? Con không muốn đến thành phố khác, đến nơi xa xôi như vậy. Con không gặp được anh em và chị Khả Khả của con nữa. Con thích chị Khả Khả và anh Nhất Phạm như vậy sao? Mẹ, chúng ta được chuyển nhà được không? Khó khăn lắm con mới có bạn bè, anh em và nữ thần của riêng mình. Con không muốn rời đi. Đông Đông, mẹ thực sự thấy rất xin lỗi con. Từ nhỏ tới lớn đều không thể cho con cuộc sống yên ổn. Mẹ thực sự cảm thấy rất có lỗi, rất có lỗi với con. Mẹ, con rất tốt mà. Mẹ không có lỗi với con. Nếu mẹ kiên cường thêm một chút thì mẹ sẽ là người hoàn hảo nhất trên thế giới này rồi. Trả cô 2 tỷ. Cảm ơn quý khách. Quan cơ quý khách. Một tệ tiền thừa của anh. Dạ được. Cảm ơn quý khách. Đại tiểu thư Chung Khả Khả, rốt cuộc cô định ngồi ở đây đến khi nào? Làm xong rồi à? Anh đang nói chuyện với em sao? Nếu không chỗ này ngoài em ra còn ai nữa? Em đâu biết được. Khả Khả, em đừng có làm loạn nữa. Trước đây anh giấu em là vì sợ em lo lắng. Chẳng phải anh đã xin lỗi em rồi sao? Anh xin lỗi không có tác dụng. Vậy em muốn thế nào? Em chỉ có một yêu cầu, anh lập tức suy nghĩ công việc hiện tại. Nếu anh không suy nghĩ, em cũng hết cách. Chỉ cần anh đi đâu, em theo anh tới đó. Anh muốn lên cao xuống thấp, em cũng trèo lên cùng với anh. Khả Khả, sao vậy? Bây giờ anh đừng nói lý do gì với em hết. Em không muốn nghe. Anh có nghĩ gì không? Nếu anh thực sự không nghĩ gì, ngày nào em cũng theo anh với âm hồn bất tán. Em nói được làm được. Em âm hồn bất tán theo anh làm gì? Em là quỷ sao? Được rồi, được rồi. Anh thua em rồi. Sáng mai anh đi xin nghỉ việc. Thật sao? Em không tin. Em đi cùng với anh. Em đùa anh thôi, em tin anh mà. Bỗng dưng thấy hơi buồn ngủ. Em không phiền anh làm việc nữa. Anh cứ từ từ làm việc. Em về ngủ bù một giấc. Cố lên. Đi mau lên. Ngày mai em đợi anh ở nhà. Ngon thật. Tổng giám đốc bên này.
báo cáo với anh một tin tốt. Cuối cùng cô Chung Khả Khả cũng đồng ý quay lại, tiếp tục gia nhập tổ sáng tạo của khu nghỉ mát GH rồi. Tôi đã biết rồi. Anh xem tôi kìa, đáng ra tôi phải biết cô Chung đã nói ra tin tức này mới phải. Thế Lương, tôi cảm giác không đốt lắm. Sao vậy? Không biết. Sự việc diễn biến tới ngày hôm nay, tôi cứ cảm thấy càng ngày càng vượt quá tầm kiểm soát. Tổng giám đốc, có một câu vẫn luôn muốn hỏi anh. Tại sao anh nhất định muốn cô Chung gia nhập tổ sáng ý của khu nghỉ mát GH? Phải, tôi thừa nhận ý tưởng của anh rất tốt, nhưng với mức giá chúng ta đưa ra, hoàn toàn có thể tìm những người giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn quá nhiều. Không nhất thiết phải là Khả Khả. Tổng giám đốc, mấy năm nay tôi vẫn luôn không ngừng hỏi bản thân, tôi có nên tin anh không Thế Lương? Tôi biết anh là tay trong, mẹ tôi sắp xếp bên cạnh tôi. Thực ra mẹ anh chỉ là quan tâm anh thôi. Đương nhiên tôi biết bà ấy quan tâm tôi. Vì vậy bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn dung túng cho anh ở cạnh tôi. Tổng giám đốc, nói thật, mỗi lần nghe anh gọi tôi như vậy, tôi đều muốn đánh anh. Nhưng tôi lại phải nói với chính mình, hoặc là tàn nhẫn, hoặc là phải nhịn. Nhưng trong lòng tôi, anh là anh họ của tôi, không phải trợ lý Phùng gì hết. Lẽ nào hôm nay anh gọi tôi ra là vì nói những lời này sao? Tôi cần anh giúp đỡ. Chuyện gì? Thay tôi tham gia dự án khu nghỉ mát GH, bởi vì tôi không tiện lộ mặt. Tôi hiểu, nhưng buộc phải làm trái lại với cái tinh thần gián điệp của anh. Giấu mẹ tôi hay chính là người gì yêu dấu của anh? Đợi đã, chỗ này có hai vấn đề. Trước tiên, tinh thần gián điệp gì? Tiếp theo, anh thấy tôi là gián điệp sao? Nói thật, tôi vẫn luôn lo lắng, rốt cuộc có nên tin anh không? Vậy tôi nói anh biết, có thể yên tâm được rồi. Nếu tôi muốn bán đứng anh bao nhiêu năm nay, không biết anh đã bị gì chỉnh bao nhiêu lần đâu. Thiếu Lỗi, tôi có thể giúp anh. Anh không hỏi tôi tại sao à? Nếu tôi nói cậu làm gì tình, cậu tất nhiên sẽ nói không phải. Mà tôi biết cậu nhất định đã chuẩn bị sẵn lý do thuyết phục tôi. Nếu đã như vậy, tại sao tôi còn phải hỏi? Quả nhiên tư duy logic chặt chẽ, tôi thích. Cụ thể muốn tôi làm gì? Thay tôi tham gia cuộc họp, báo cáo tiến độ cuộc họp với tôi. Còn về hiện trường, anh yên tâm, tôi sẽ giúp đỡ cô Chung. Anh đừng nghĩ linh tinh, chuyện này không liên quan đến tình cảm. Không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ là chỉ có Chung Khả Khả mới có thể hoàn thành dự án này. Cô ấy hiểu vùng biển đó, cô ấy hiểu nơi đó, cô ấy càng hiểu linh hồn của vùng biển đó. Tôi tin chỉ có cô ấy mới có thể đưa ra kế hoạch tốt hơn. Cô ấy xứng với cái giá mà tôi trả. Anh tin tôi đi. Nhưng anh nên biết dự án mà anh muốn cô ấy làm sẽ hủy hoại gia viên của chính mình. Nếu tôi nói không cần hủy bỏ thì sao? Tóm lại tuyệt đối không được cho mẹ tôi nhúng tay vào dự án này. Thiếu Lỗi, anh có từng nghĩ chìa khóa của dự án này không nằm ở vấn đề đầu tư, kiếm tiền, thu lợi nhuận gì đó? Ý của anh là lẽ nào anh không phát hiện gì chỉ là không buông được làng chài quan lãng hay sao? Hình như trước giờ bà ấy không quan tâm dự án này sẽ mang lại lợi ích gì cho tập đoàn. Tôi thấy mục đích của bà ấy chỉ có một, chính là nhắm vào làng chài quan lãng. Chỉ có vậy thôi.
Cả anh cũng nhìn ra được sao? Khả khả, nếu đã quyết định phải làm tốt công việc này thì đừng do dự nữa. Đừng lo lắng nhiều về tình cảm cá nhân. Cứ coi như đây là một công việc bắt buộc phải đối mặt và hoàn thành. Chỉ vậy mà thôi. Cố lên. Xin chào. Chào cô, phiền cô cho hỏi một chút, phòng họp của tổ dự án công nghệ mắt GH đi hướng nào? Sẽ phải phòng đầu tiên bên trái. Cảm ơn cô. Xin hỏi đây là phòng họp của tổ dự án khu nghỉ mát GH đúng không? Cô là ai? Tôi là Chung Khả Khả của công ty quảng cáo Phương Hưởng. Công ty quảng cáo Phương Hưởng đã không phụ trách dự án này rồi. Chúng tôi đã có đối tác mới. Không có gì thì cô về đi. Đợi đã. Cô vừa nói cô tên là gì? Cái gì? Đến Định Thanh. Chẳng phải cô ấy nói đi họp sao? Tôi là người của công ty quảng cáo Phương Hưởng, còn phụ trách bên kế hoạch tuyên truyền dự án khu nghỉ mát GH. Tôi không biết công ty chúng tôi đã rút khỏi dự án này rồi. Tôi cũng không biết các cô đã tìm được đối tác mới. Tôi xin lỗi, đã làm phiền mọi người. Đợi đã. Cô vừa nói cô là người phụ trách dự án này của công ty quảng cáo Phương Hưởng. Ai cho cô phụ trách dự án này vậy? Tôi cũng muốn biết ai cho tôi phụ trách. Quý công ty vừa muốn ký hợp đồng với tôi, vừa kêu tôi đến họp, nhưng tôi đến đây thật rồi lại nói công ty chúng tôi bị loại. Mời cô trả lời câu hỏi của tôi, ai cho cô phụ trách dự án này? Tiểu Dĩnh. Được rồi, không có việc gì thì cô về đi, chúng tôi còn phải họp. Tiểu Dĩnh, chúng ta tiếp tục thảo luận. Làm gì vậy? Sao sạc không làm dự án này sao còn muốn mình phụ trách chứ? Giám đốc cũng thật là không nói với mình tiếng nào. Đúng là kỳ lạ. Khả khả, giám đốc tôi đang định tìm anh đây. Đi theo tôi. Cái gì? Đường thiếu nhân, đừng tham lam sự ấm áp của người khác dành cho mày nữa. Mày không đáp trả được đâu, chỉ bằng cách đứt luôn đi. Xin chào, số thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Nhất Phàm, sao lại đến đây? Thiếu nhân đâu? Cô ấy vừa xin chuyển thời gian làm việc, sau đó rời đi rồi. Tôi cũng không biết cô ấy làm việc vào giờ nào. Anh tìm cô ấy có việc gì không? Không, không có việc gì. Cô làm việc đi. Dạ được.
Chủ tịch, chúng tôi đi trước. Được, cô tiễn họ đi. Mời. Nhất định thiếu lỗi kia của ta phụ trách dự án này. Chung Khả Khả này rõ ràng biết dự án này liên quan tới làng trại quan lãng của cô ta. Tại sao cô ta còn đồng ý tham gia? Rốt cuộc hai người họ đạt được thỏa thuận gì? Tiểu Dĩnh, thời gian này phải để ý đến dự án của công ty mới. Trước đã chậm trễ rất nhiều thời gian rồi, thời gian này phải tranh thủ vào. Mình nên nói với mẹ về thân phận của Chung Khả Khả không? Mẹ nghe xong sẽ có phản ứng gì? Bây giờ quan hệ với Thiếu Lỗi đã cứng nhắc như vậy rồi, mình làm vậy có tốt không? Nhưng mình không thể để Thiếu Lỗi càng ngày càng gần gũi với Chung Khả Khả như vậy. Tuyệt đối không được. Tiểu Dĩnh à, Tiểu Dĩnh, con không nghe thấy ta nói gì sao? Con xin lỗi. Hôm nay sao vậy? Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất của khu nghỉ mát, con phải lấy lại tinh thần. Con biết rồi chủ tịch. Ta nói với con bao nhiêu lần rồi, sao còn gọi ta là chủ tịch? Được rồi, được rồi, ta về tập đoàn đây. Con toàn quyền phụ trách việc ở đây nhé. Con biết rồi mẹ. Rốt cuộc mình nên làm sao? Lẽ nào phải tiếp tục im lặng sao? Đừng đuổi nữa. Còn hôm đó, anh không thấy mình để giải thích một chút về chuyện của anh và Chung Khả Khả hay sao? Chẳng phải cô đã nhìn thấy hết rồi sao? Tôi còn phải giải thích cái gì? Ý là anh và cô ta, tôi và cô ấy không có gì. Nhưng quả thực chuyện ngày hôm đó đã xảy ra rồi, cô muốn tôi giải thích cái gì chứ? Lẽ nào tôi phải xin lỗi cô sao? Không. Dù tại sao Thiếu Lỗi làm như vậy thì mình cũng phải ngăn cản anh ấy. Mẹ à, mẹ, mẹ à, chuyện gì vậy? Người hôm nay xông vào văn phòng là Chung Khả Khả. Thực ra cô ấy chính là con gái út của nhà họ Chung với làng trại quan lãng. Cái gì? Trước đây cô từng gặp cô ta khi đàm phán với làng trại quan lãng. Cô gái này rất lợi hại, rất khó đối phó. Sao có thể chứ? Thiếu Lỗi nói cô ta là người lên kế hoạch dự án cho công ty quảng cáo Phương Hưởng. Con gái nhà họ Chung chạy tới chỗ chúng ta để làm gì? Con cũng không biết. Thôn mua thôn quan lãng là một phần không thể thiếu trong dự án của chúng ta. Sao cô ta có thể ngoan ngoãn đợi chúng ta thu mua nhà cô ta chứ? Cô ta làm như vậy chắc chắn có mục đích không thể nói ra. Tại sao cô không nói cho ta biết sớm? Mẹ, thực ra con còn giấu mẹ một việc. Nói. Nói đi. Mẹ còn nhớ ngày khai trương câu lạc bộ du thuyền, Thiếu Lỗi bỗng nhiên thay đổi ý định, hủy bỏ phóng viên đến hỏi thăm chuyện nhà anh em họ Chung không? Còn nói về kế hoạch, và họ không phải như chúng ta nghĩ. Họ không phải. Mẹ không muốn nghe. Con mới đi mấy ngày, sao lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Dù sao vấn đề thu mua làng trại quan lãng, con đã có kế hoạch khác rồi. Mẹ là chủ tịch, mẹ quyết là được. Chủ tịch, dù mẹ nói gì thì con cũng sẽ dựng kế hoạch ban đầu lại. Không ai có thể thay đổi suy nghĩ của con. Từ sau hôm đó, hai anh em họ lén đến câu lạc bộ, Thiếu Lỗi đã che giấu cho họ, mới không để phóng viên bắt được họ. Cũng chính ngày hôm đó, con nhìn thấy Thiếu Lỗi và Chung Khả Khả, hai người họ hôn nhau trong quán bar. Cái gì? Thật đó, chính mắt con nhìn thấy. Con kêu trợ lý Phùng ém chuyện này xuống,
Nhưng mà con thực sự rất sợ. Con cảm thấy rất sợ mẹ à. Hôm nay Chu Khả Khả xông vào đây đường đường chính chính như vậy. Con không biết, con không biết có phải giữa cô ta và Thiếu Lỗi đã xảy ra chuyện gì, hay là giữa họ có thỏa thuận gì. Con thực sự rất sợ. Con thực sự rất sợ mất đi Thiếu Lỗi. Thiếu Lỗi, anh đừng trách em. Dù thế nào em cũng không để mất anh đâu. Em thực sự rất yêu anh. Cạn ly. Quan ngân Khả Khả của chúng ta chính thức về đội. Bây giờ không thể gọi là Khả Khả nữa, phải quan ngân giám đốc chung của chúng ta. Được rồi, được rồi. Như vậy thì tôi thấy ngại lắm. Sao tôi nghe thấy đối thoại này thấy hơi quen tai? Có phải có cảm giác đã từng quen biết không? Đúng là đã từng quen biết. Được rồi, các anh đừng đùa nữa. Bây giờ tôi vẫn đang thấy mông lung lắm. Giám đốc, sao vậy Khả Khả? Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Hôm nay tôi đến Đỉnh Hành, họ nói với tôi là công ty chúng ta đã bị dự án của họ loại ra rồi. Đúng vậy, chủ tịch của họ là bà Tào, nói thiết kế chúng ta không đạt tiêu chuẩn, vì vậy không cho chúng ta phụ trách dự án này. Vậy sao anh còn gọi tôi về tham gia tổ dự án kế hoạch gì chứ? Dù chủ tịch loại chúng ta, nhưng tôi cho rằng chúng ta chưa thực sự bị loại. Anh nói vậy là có ý gì? Tóm lại phòng sáng tạo của chúng ta vẫn giống như trước đây, vẫn theo kế hoạch ban đầu, mau chóng hoàn thành dự án này. Tôi vẫn không hiểu. Có nghĩa là giống như chúng ta thẩm định lại một lần nữa vậy, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Chỉ cần không công bố dự án này thì chúng ta vẫn có thể thắng. Tôi biết rồi, chúng ta vẫn có cơ hội cạnh tranh với các công ty khác phụ trách dự án này, có đúng vậy không? Đúng, 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 đúng. Đúng, không sai. Khả Khả, thành bại tại trận đấu này, bây giờ tôi chính thức giao quyền lại cho cô. Đây không phải của tôi. Đúng, đây không phải của cô. Tôi giao quyền lại cho cô. Nhưng mà giám đốc à, thực ra tôi... Thực ra cái gì chứ? Bây giờ chúng ta không còn thời gian. Thời gian không còn nhiều nữa, cô phải tranh thủ thời gian. Ý tưởng, nãy ra ý tưởng. Được, 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 giám đốc. Tôi chỉ có thể nói là tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi tin cô nhất định sẽ thành công. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Chủ tịch, bà tìm tôi. Lẽ nào không cần phải giải thích với tôi sao? Chủ tịch, tôi không hiểu ý của bà lắm. Suốt cuộc Thiếu Lỗi và Chung Khả Khả có chuyện gì với nhau? Anh đừng nói với tôi là anh không biết gì. Tiểu Dĩnh đã nói với tôi hết rồi. Lẽ nào anh không nhìn thấy hai người họ ở trong quán bar sao? Bà muốn nói chuyện này, tại sao không nói với tôi? Giám đốc Từ đã dặn dò nhiều lần không cho tôi nói lại với bà, nói là để cô ấy xử lý. Lẽ nào anh quên lời của tôi rồi sao? Tất cả việc của Thiếu Lỗi đều phải nói với tôi ngay lập tức. Tôi không biết bà dùng yêu cầu gì để yêu cầu tôi. Lúc đầu bà đưa ra yêu cầu với tôi chỉ nói là rất lo lắng cho Thiếu Lỗi, hy vọng tôi là anh trai có thể quan tâm cô ấy nhiều hơn. Ý của cậu là gì? Lẽ nào vì kêu tôi tốt nghiệp về nước giúp đỡ Thiếu Lỗi chỉ vì muốn tôi làm gián điệp thông báo hết mọi tin tức của Thiếu Lỗi cho gì sao? Thiếu Lỗi đâu? Tôi không biết. Thế Lương, mỗi lần tôi hỏi bà về tung tích tổng giám đốc, bà đều nói cậu ấy ra nước ngoài rồi. Bây giờ tại sao ngược lại lại hỏi tôi về tung tích của cậu ấy? Được, nếu như cậu đã nói như vậy thì chúng ta làm việc công đi. Đem tất cả tài liệu về Chung Khả Khả, càng chi tiết càng tốt, bao gồm cả địa chỉ nhà ở, nộp lên cho tôi. Tôi phải làm quen tử tế với cô gái này.
Cuối cùng con cũng xuất hiện rồi. Mẹ nghĩ chắc con cũng nhận được tin tức rồi. Chung Khả Khả tự mình chạy đến công ty, đúng là to gan. Con ủng hộ cô ta. Con hy vọng nhà họ Chung tuyên chiến với mẹ sao? Tại sao mỗi lần là chuyện liên quan đến làng chài Quan Lãng mẹ lại kích động như vậy? Con đang chất vấn mẹ sao? Mẹ không muốn trả lời vấn đề nhàm chán này của con. Mẹ lại muốn hỏi con, tại sao liên quan đến Chung Khả Khả con cứ đứng ra đối đầu với mẹ? Con nghĩ con không có được dự án, vậy mẹ buộc phải có đáp án. Con nói cho mẹ biết, suốt cuộc chuyện giữa con và Chung Khả Khả là thế nào? Tại sao con phải nói với mẹ? Được, vậy mẹ nhắc nhở con, mẹ tuyệt đối không tha cho cô gái đó, bao gồm gia đình của cô ta. Mẹ phải đuổi họ ra khỏi làng chài Quan Lãng. Dựa vào cái gì mà mẹ lại làm hại người khác? Suốt cuộc Chung Khả Khả đã làm sai điều gì? Dựa vào việc cô ta khi dưa không rõ với con trai mẹ. Trừ phi con lập tức cắt đứt với cô ta, cử hành nghi thức đính hôn với Từ Dĩnh, mẹ sẽ quên hết những chuyện xảy ra trước đây. Nếu con nói không thì sao? Không. Con nhìn một cô gái như vậy mà phản bội lại gia đình con, con không sợ mình trắng tay sao? Thực ra thực sự con không muốn như vậy. Con không sợ mình trắng tay. Con không muốn náo loạn với mẹ mình đến mức độ này. Suốt cuộc tại sao mẹ lại như vậy? Tha cho họ cũng là tha cho chính mình. Nếu đã nói đến mức độ này rồi, mẹ nghĩ hai chúng ta không còn gì để nói với nhau. Nhưng mẹ buộc phải nhắc nhở con. Con nên biết tính cách của mẹ. Mẹ chắc chắn nói được làm được. Mẹ cũng biết tính cách của con. Con tuyệt đối không để mẹ làm hại cô ấy. Được, vậy chúng ta cứ chờ xem. Phải rồi, có chuyện này con quên không nói với mẹ. Con đã nộp đơn lên hội đồng quản trị. Một tháng sau, tổ chức buổi tuyên bố thay đổi xây dựng của dự án khu nghỉ mát GH. Đến lúc đó gặp nhau cuộc họp nhé, chủ tịch Tàu. Nói như vậy họ vẫn thi về bản mộng tưởng. Đúng vậy. Tôi cũng đồng ý. Thật ra tôi thấy ý tưởng của Văn Tú rất tốt. Ít nhất là một mô hình rất tốt. Vì vậy chúng ta cần phải hoàn thiện một chút là được rồi. Mọi người thấy sao? Không thành vấn đề. Nếu giám đốc có chung suy nghĩ với chúng tôi, vậy thì bản mộng tưởng đi. Thật ra tôi cũng cảm thấy rất mơ hồ. Chủ tịch của tập đoàn Đỉnh Hanh không thích chúng ta tới như vậy. Vậy ai nhất quyết muốn giữ chúng ta lại tiếp tục làm chứ? Đường Thiếu Lỗi, anh ta muốn chúng ta tiếp tục làm. Tôi cũng không biết suốt cuộc anh ta đang muốn làm gì. Không biết tự lượng sức mình đấu lại với mẹ anh ta. Cứ phải để chúng ta làm gì không có ý nghĩa này. Đường Thiếu Lỗi, hai người rất thân phải không? Cô có thể nói cho tôi biết mục đích anh ta làm vậy là gì không? Lẽ nào vì muốn chúng ta gặp khó khăn? Cô nói linh tinh gì vậy? Tôi vốn không quen người này. Không quen. Tại sao Khả Khả lại nói không quen biết anh ta? Sao có thể chứ? Nếu cô để Chung Khả Khả biết cuộc nói chuyện hôm nay, ngày mai tôi tố cáo cô tội ăn cắp bản quyền, kiện cô ra tòa. Ngay ra đó làm gì? Tôi hỏi cô tại sao lại nói tôi với Đường Thiếu Lỗi rất thân. Không có gì, không có gì. Chúng ta thảo luận về phiên bản mộng tưởng đi. Dù sao ở trong đó cũng có rất nhiều chi tiết vẫn chưa được xác nhận. Được rồi, Tiểu Trắng.
Anh mau nói một chút đi. Anh có suy nghĩ như thế nào? Tôi có rất nhiều ý tưởng. Tôi cảm thấy chúng ta có rất ít phương án sáng tạo cho xây dựng đảo này. Bởi vì bây giờ trên đảo không có quá nhiều thiết bị giải trí. Chỗ này, ở đây chắc là khu vực để du thuyền. Vị trí chỗ này, cái này có lẽ là vị trí nhà cửa. Ở vòng tròn này, mọi người xem thử quy hoạch toàn thể và kết cấu của nhà cửa này đi. Giờ chúng ta nghiên cứu lại một chút về trang trí bên trong căn nhà. Như vậy thế nào mới tốt? Sao vẫn chưa làm xong chứ? Xong ngay đây. Chậm quá rồi. Được được, ra rồi, ra rồi. Nhìn thấy cháu không? Tam Thạch. Là cháu, bác trai bác gái có khỏe không? Khỏe 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 khỏe. Tam Thạch, sao cháu không nói tiếng nào mà rời đi luôn vậy? Thượng Hải có việc đột xuất nên cháu phải quay về gấp. Bà xem khó khăn lắm mới kết nối được. Bà nói mấy cái việc này làm gì? Được biết rồi, không nói nữa. Không sao, không sao. Chỉ cần nhìn thấy các cháu đều khỏe mạnh, bác cũng yên tâm. Tại sao họ luôn cho mình cảm giác ấm áp như vậy? Như trước giờ mình với mẹ. Tam Thạch, cháu gọi điện nói với bác là có thứ muốn cho bác xem. Là gì vậy? Phải rồi, đây là vẽ kết cấu nội bộ làng Quang Lãng do cháu và Nhất Phàm cùng vẽ ra. Bác trai bác gái có sai khác gì không? Được, để ta xem thử. Về cơ bản thì không có vấn đề gì. Mà cháu vẽ cái này ra làm gì? Là như vậy. Trang hoàng tổng thể của làng chài Quang Lãng rất cũ rồi, chúng cháu thảo luận muốn thiết kế và trang trí lại cho làng chài Quang Lãng. Còn về bản vẽ thi công cụ thể, cần phải đợi nhà thiết kế đến hiện trường đo đạc. Chúng cháu mới cần bức vẽ kết cấu cơ bản để đàm phán với họ. Các cháu vất vả rồi. Bác nói cháu nghe, dù thiết bị chỗ chúng ta cũ rồi, nhưng mà vẫn chưa đến mức không thể vận hành được. Huống hồ bây giờ làm ăn không tốt. Bác thấy hay là thôi đi. Cháu biết bác đang lo lắng điều gì. Chúng cháu bàn bạc rồi, bác không phải lo vấn đề tiền bạc. Bởi vì bây giờ làng chài Quang Lãng làm ăn không tốt, vì vậy chúng cháu muốn tiến hành sửa chữa lại để nhiều khách đến chơi, gây dựng lại việc làm ăn. Bác cứ yên tâm đi, cứ giao việc thiết kế cải tạo làng chài Quang Lãng lại cho chúng cháu. Cảm ơn nhé Tam Thạch. Đông Đông, cái này để đâu? Chỗ này. Đây là bức tranh ghép hình đơn giản nhất mà em chơi cùng anh rồi. Mà anh chẳng có thiên phú gì. Em còn nói anh là nhóc. Lại đi. Alo. Alo Đông Đông, người đẹp luyện tập xong rồi sao? Đúng vậy. Người anh em của con ở đây, mẹ định khi nào mới về? Mẹ có chút việc nên về muộn. Con nói với anh ấy một tiếng, con phải ngoan nhé. Dạ được, bye bye. Chị em à, trên đường về, cô ấy nói có chút việc nên về muộn. Sao anh không chơi nữa vậy? Tiếp tục đi.
Nhất Phạm, mong anh cách xa bọn em ra. Khả Khảm nói đúng, em không thể cho anh cái gì, em chỉ liên lụy đến người xung quanh. Em không xứng để anh đối xử tốt như vậy. Anh có hiểu không Nhất Phạm? Tôi